coi cái gì đấy? Đừng học hả? Học cái gì? Học tiếng Mỹ đó, sách Mỹ mà. Cái này học tiếng Mỹ bởi vì Mỹ nó phát là ai mà sắp qua Mỹ mà không học cái này là không được qua Mỹ, ngu lắm, không biết gì đâu. Cái này Mỹ nó cũng được. Rồi thằng cu đâu rồi? Em gửi hết đi qua bà Tư rồi. Tại sao lại gửi ở nhà bà Tư? À, tại vì bữa nay cái barack của mình bếp nó lấy lại cho cái người chủ mới này họ nấu cơm rồi. Anh phải qua barack xuống người nấu cơm. Này, bây giờ là mai mốt là mình đi rồi đó. Thành ra là anh sửa soạn tối nay đã cơm nước, rửa chén, rửa bát xong đó. Là sắp xếp mấy cái quần áo vào trong cái giỏ không có lại quên. Dạ, nghe chưa? Sắp gần hết rồi, vâng, gần hết rồi. Chết, chết tôi đứng cả ngày trổ trực mỏi quá. Mà em kêu ký giấy tờ chưa? Ôi giời ơi, còn đợi anh nhắc nữa thưa ông, mọi thứ xong hết cả rồi, ký rồi. Như vậy thì là mai mình Mỹ đó, mình qua Mỹ là mình ở nhà Lộc hay nhà Mỹ? Không ở nhà ông Lộc, không ở nhà ông Mỹ, cũng chả ở nhà ông Thời luôn. Được, sao vậy? Tại vì họ là nghệ sĩ mà em đâu có phải là nghệ sĩ rồi. Em đến nhà nghệ sĩ em ở như thế nào làm sao em quên được. Thành ra em quyết định thế này. Mình qua anh ở nhà. Thì để em nói, em có một ông bạn của ông anh em, hồi còn ở quân đội á. Bây giờ ông cũng ở Cali, ông bảo lãnh cho vợ chồng mình sang bên đó. Ở bên người ta nó tiện hơn là sĩ. Ông nào? Ông say. Ông say nghe chắc là ông dữ. Không, ông vậy chứ ông hiền khô hả? Nhưng mà ông say vậy chắc là ông say sưa tối ngày chứ. Ta bảo là ông không biết uống rượu, tên là say chứ ông không biết uống rượu nữa. Thế rồi... À rồi em quyết định như vậy, giờ em nghĩ thế nào? Anh không bao giờ biết nghĩ gì đâu. Nghĩ thế nào bây giờ, tại vì anh có nghĩ cũng không được. Em đã quyết định là mình phải về nhà ông say. Vâng, về nhà ông say. Tôi nói cả chục lần rồi, thế nhau cũ kia là phải có tôm khô cho tôi. Cứ đi như bên Sài Gòn cho tôi là tôi chịu rồi. Qua Mỹ này là cứ tự nhiên là tự ý đổi. Bà cho tôi nhau cũ kiểu đi hot dog không? Hôm nay là không có hot dog là cho nhau cũ kiểu không? Thế này chán quá này mất chứ. Tôm khô có bao nhiêu tiền đâu, cứ ra chợ đây mua cả bịch mấy sen. Thôi rồi, mặt tem không biết hôm nay là bà mua nhà mặt tem thiệt hay giả mà uống nó đắng như này. Nè bạn ơi, chả nhẽ tôi gọi vợ hàng xóm sao? Bà làm cái thứ gì trong đấy chứ? Ở trong trong đó tình tử mấy ông táo hay thế nào mà lâu thế? Xong rồi đây mình ơi. Nhanh lên tí đi, đói bụng quá rồi, nấu nướng cái kiểu gì mà lâu thế không biết nữa. Hôm nay là món gì đây? Thì cũng đánh từ từ mà. Từ từ gì? Kiến hùng là gần chết sao? Chú Tư mới đi câu về có mấy con cá ngon lắm. Rồi cái em nấu canh chua nè. Canh chua gì? Cho mình nữa. Chim giòn à? Dạ. Cá gì đây? Cá chim à? Được đấy, tôi khoái cá chim. Thế mà không báo trước cho người ta, đấy là ta nhìn bụng. Đâu thử xem nào. Được ạ. Nhớ. Ôi giời, nóng. Nóng mà không báo nữa. Được á, canh chua hôm nay nấu mà ăn được á. Thêm tí me nữa là ngon hơn đấy nhá. À, rồi bây giờ bà lại càn nanh với tôi có phải không?
Bố bà nghĩ là bà không biết uống rượu, rồi bà không cần biết trong nhà này hết rượu mà. Em cái móc gì? Thì bây giờ bà làm ơn bà qua cái lê co cái nhà mình đây nè, ở ngã ba đó, mua cho tôi ngay một cái chai rượu mới cho tôi đi. Mình phải đặt mình la hét như vậy chứ nói thiệt thì bên ngoài bên nội chỉ còn có tí tí nhờ. Rồi bố mày ơi, đúng cái nhà này rồi. Của ai thế này? Ơ, bà là ai mà là vào đây không có rình, không có gõ cửa gì hết đấy? Dạ, tại vì thấy cửa mở ạ. Cửa mở? Dạ, với lại cháu hỏi thăm cái cô đứng ngoài đường thì cô nói đúng là cái nhà này. Dạ thưa, đây có phải là nhà của cụ Say không ạ? Nhà cụ Say đây? Dạ. Đây. À, em của Tiến đó mà không? Dạ vâng ạ. Ở bên đảo mới qua phải không? Vâng. Thế à? Thế cụ đây là cụ Say đấy ạ? Say đây này, mới đến à? Ngồi chơi đi, ăn uống gì chưa? Dạ. Ngồi chơi đi, chưa ăn uống gì rồi ngồi xin phép tí nhá. Dạ. Đó, bữa giờ là uống rượu không? Chắc không biết uống rượu phải không? Dạ. Được. Cái thuở ở Sài Gòn đó, lúc trước tôi hay chơi đến chơi với Tiến á. Dạ. Anh của cô đó thì gì à? Đâu có tí xíu này, bây giờ là lớn thế này, có chồng có con rồi, mấy đứa rồi, trai gái này. Dạ thưa cụ, thằng cu. Cu à? Dạ. Nó cười à? Dạ. Máy bay đến hồi nào vậy? Dạ thưa cụ, tới từ hồi sớm đấy ạ. Đến phi trường thì chúng cháu mới biết là cụ không có đi đón được. À, không có xe này nha, tôi mới phone lên trên hội á. Tôi nhờ hội người ta đi đón về đó. Thế hội đón về vào không? Dạ thưa, họ đưa chúng cháu về thẳng đây đấy ạ. Rồi họ nói rằng hôm nào mà cụ rảnh á thì cụ lên ký giấy tờ dùng chúng cháu ở trên hội. Tưởng việc gì chứ còn cái việc ký giấy tờ để thủng thẳng đã. Dạ. Tôi lên tôi ký cho, có gì đâu khó. Vâng. Thấy không? Thôi giờ thì cứ ở tạm đây đi nhá. Dạ. Thấy không? Ăn thì nhiều chứ ở đâu có bao nhiêu, muốn nằm đâu nằm, muốn ngồi đâu ngồi. Dạ. Thấy không? Mai mốt bây giờ tôi ký xong giấy tờ rồi, muốn đi đâu ở đâu ở, muốn ăn đâu ăn. Dạ. Nhá. Vâng. Dạ. Dạ, chào bà. Không dám chào cô em. Trời ơi, cái cụ có con gái xinh quá đi mất rồi. Nói bậy nào. Dạ. Má tôi đã ôm vợ tôi đó. Úi giời, tôi chết. Cháu xin lỗi cụ ạ. Bậy không nè. Em xin lỗi bà. Dạ, không sao ạ. Đưa chai rượu đây. Dạ. Đi mà lâu thế, không biết nữa. Rồi xem là có đồ đạc gì không? Dạ. Mang vào. Dạ thưa cụ, ở bên đảo thì đâu có cái gì đâu. Thế lúc chúng cháu đến phi trường thì hội có cho một ít áo lành. Dạ, không có gì hết ạ. Thì không có gì thì nhiều ít thì cũng mang vào đây đi. Dạ vâng. Nha. Nè, mang đồ vào đây đi. Nhanh lên. Gớm đồ đạc gì mà nhiều thế. Dạ có gì đâu ạ. Xoay quanh cái gì mà. Để tao xuống đó đi. Cướp. Sao đâu mà mướn được cái chú mé này khỏe thế. Dạ thưa cụ, đấy là nhà cháu đấy ạ. Dạ bố thằng cu. Hả? Ôi thôi chết rồi. Thế mà tôi tưởng chú mé nào ở trên. Thôi xin lỗi ông Hiền bà Hiền nhé. Đừng buồn nhé. Dạ thưa. Thưa với ông bà là thế này, là chúng đồng đất nước người, chúng em mới qua tới đây thì cũng là trước là nhờ anh Tiến quen biết cho ông trước. Bạn bà Tiến, bạn tôi đấy mà. Thôi thì em, chúng em xin phép được là thưa cứ trước lạ sau quen. Em mà chúng em cũng hẳn còn nhỏ tuổi hơn ông bà. Nếu mà thưa được ông bà thương mà coi như người trong nhà, coi như em trong nhà thì tốt tiện hơn. Thôi thì coi như người thân ruột thịt trong nhà. Qua đây thì còn ai đâu, đồng bào mình gặp nhau mà lạ cũng thành quen đó mà. Thôi bây giờ thì dạ anh, đây là cô Hiền, chú Hiền. Được đấy, đúng đấy. Đây là anh Say và chị Say ạ. Đúng, Say chị Say nhá. Đây chú Hiền, cô chú nhá. Cô chú đó. Được rồi.
buồng coi đâu đó để tạm đi rồi ra mình bàn chuyện, mình tính chuyện nhá. Đi đi đi. Mang vào đi. Hề hề không anh? Lúc nãy vào tôi tưởng là chung mễ nào. Được không? Khổ quá đi. Tình tình nó quá đi. Cái nào mà liệu mà được ngay chỉ bỏ bớt lại chứ mà đem đâu mà lộn cuốn lá cả cái này. Ui trời ơi. Đồ đạc thì lính kính lãng cảng quá. Trông chú Hiền chặt chứ đúng cái tên Hiền đấy nhỉ. Hiền ấy mà. Hôm nay là nhà cửa mình là thêm người vui vẻ rồi đấy nhé. Hôm nay tôi cho phép bà ngồi ăn uống ăn cơm với tôi đi cho nó vui nhé. Ôi. Thì bà cứ tự nhiên đi rồi ăn đi, bây giờ này ăn đỡ cú kiệu đi. Giờ tôi nhậu tí rượu rồi rồi thì tí nữa ăn cơm luôn. Tí ăn cơm luôn nhé. Bà ăn cú kiệu đây, cú kiệu này ngon này. Cái đầu cá để tôi. Nhậu. Bà không biết nhậu gì đâu mà đầu cá. Trời đất, ở đây sao mà lạ lùng thế. Mới lạnh quá chừng bây giờ lại nóng muốn chết đến thế này này. Bố mày ơi, ra đây nhờ tí coi nào. Nhanh lên. Ôi trời ơi, nóng quá, quạt một tí coi. Bóp đi chứ. Dạ, dạ, em bóp. Bóp chết. Trời đất ơi, dặn rồi mà ăn cú kiệu thôi. Có đầu cá thì ta nhậu đi. Ăn cái đầu cá rồi. Ăn luôn đi, ăn luôn cái con cá này đi. Còn tôi canh chua đó là thồn muốn ăn luôn đi. Ăn hết đi. Ôi giời ơi, có cái đầu cá chim không mà đã ăn hết rồi. Bây giờ lại còn thúc tha thúc thích. Ăn đi thì ăn luôn đi, tôi có nói gì đâu thì ăn luôn đi. Còn cái bụng nó béo lắm, ăn luôn đi. Không ăn sao được, ăn đi chứ. Tôi nào cũng cắm gì đâu thì có ăn, ăn đi. Có cái đầu con cá chim là béo nhất để ăn hết.
đâu có chuyện nực cười. Đàn ông đi nấu bếp mà còn đàn bà thì ngồi chơi. Rằng đây có chuyện lạ đời, chứ dành ăn với vợ một đời sâu xa. Bà nói ai xấu xa đấy? Tôi nói ai thì mắc mớ gì tới ông? Bố một mình ông là xấu xa sao mà ông động lòng? Vô duyên. Tôi đã lầm xì bông xoa em qua đây, để giờ đây rắc rối thế này. Cái giọng thì như là ống bơ gì mà về đặt hát với hò nghe mà chứ cái lỗ tai. Kệ tôi, chắc bà hát hay hơn tôi chắc à? À, không hay hơn ai nhưng mà hay hơn ông là cái chắc. Hát thử xem sao, bà giỏi mà hát thử đi. Bộ sờ chắc à? Không, tôi không còn, tôi không còn ưa ông nữa. Ui dạ, ui dạ. Không, không, tôi không còn, tôi không còn ưa ông nữa. Ông ơi. Hát thì nghe cũng được đấy, nhưng mà đừng có tưởng là ăn hiếp chồng được, ăn hiếp thằng mặt kia được rồi là gặp đàn ông nào cũng hiếp. Ủa, cũng ăn hiếp người ta. Xin lỗi ạ. Chưa chắc đâu nhé, chưa chắc ai sợ ai đâu. Tôi không có thích ai sợ tôi hết, mà tôi cũng không khiến ai phải sợ tôi hết á. Nhưng mà cái tôi không thể chịu được cái cảnh mà đàn ông hiếp đáp vợ, giành ăn với vợ đó. Thật là xấu xa, nhục nhã quá. Bà nói ai vậy? Tôi nói ai thì mắc mớ gì tới ông nào? Bộ ông tưởng chỉ một mình ông là hèn như vậy hả? Nhưng trong nhà này chỉ có tôi với bà. Bà không nói tôi thì bà nói ai? Bà liệu hồn nó coi chừng đi nhá. Gì đấy? À, nếu mà ông nói như vậy à, này ông say, tôi nói ông đó. Bây giờ ông làm gì tôi thử coi nào. Làm gì bà? Làm gì? Bà hỏi tôi làm gì tôi biết làm gì. Nhưng mà bà không biết là vùng này chưa chắc thằng nào ngán thằng này đấy. Ủa, thằng này chưa chắc ngán thằng nào đấy. Xí, bộ tôi biết sợ chắc ạ. Tôi nói cho ông hay nhé, tụi công an biên phòng á, lôi thôi tôi chỉ búa cho một búa là bể đầu chạy không kịp. Cái thứ ông á hả? Còn tôi thì sao nào? Ông á hả? Ông mà lôi thôi tôi búa cho một búa là hết giành ăn với vợ. À, bà này gớm thật nhỉ? Bà chưa thấy quan tài rồi bà chưa có đổ lệ phải không? Xin lỗi bà không nghe tiếng lão say hùm này à? Bây giờ bà muốn gì? Tôi muốn hả? Tôi muốn rằng ông hãy coi chừng. À, lại có chuyện gà mái muốn đá gà khô à? Thằng này chứ còn thằng nào sao? Thằng nào thì cũng vậy hết, lôi thôi là búa mà búa, đi hết nào ra. Đâu, bà búa tôi thử coi. À, bố đi sâu chắc à? Bà búa tôi thiệt à? Thank you.
nhà tôi đó, hai người chắc đang tập thể thao ở ngoài đường. Ăn miếng cho vui đi. Em ăn ăn gì đâu mà ăn, hồi nãy tôi thấy bà mới gấp con miếng cá để ông la quá trời mà ăn cái gì. Ăn đại miếng đi. Thôi nữa gì, ăn đại một miếng đi, rồi là tâm sự với tôi ha. Bạn gái mình mà bảo nói với tôi đi, thì bà sẽ thấy trong lòng nó nhẹ ngay. Ăn miếng, ăn bậy miếng đi rồi tâm sự đấy. Ăn đại miếng đi. Nhà em thương và chiều em lắm. Chưa bao giờ nhà em nói nặng em tới một câu nữa. Em nhớ hồi đó. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu. Từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khắp thành phố buồn thiu. Em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngà hát y. Trời cũng giăng sầu.
cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc, thành phố buồn càng lắm. Bây giờ thì rượu là lẽ sống chính của nhà em. Không được, bà phải tìm cách khuyên răn và ngăn chặn ông lại. Uống như thế thì có ngày cháy hết cả ruột gan. Với lại bây giờ xuống đây rồi, đâu còn lạnh nữa. Mà người Việt Nam mình ở đây thì rất là đông. Mà ông còn uống rượu tại sao vậy? Giờ nhà em uống đã quen, nên trời nóng hay lạnh nữa đều phải ở đây. Nhà em cũng có bạn bè khá đông, nhưng nhà em không hợp với ai hết. Có nhiều khi nhà em với em ra quán gặp lại những người đó, lúc trở về nhà nhà em còn uống nhiều hơn nữa. Nhà em thường nói không biết bao nhiêu người thân còn kẹt lại ở bên nhà, biết bao nhiêu là nỗi đau của chồng chứ. Sung sướng chi mà rượu chè, vui thích chi mà cười nhạo. Cho nên có nhiều khi nhà em ngồi một mình, uống một mình, nói một mình, có đôi khi ông la hét một mình nữa. Nhà em thường nhắc tên của những người bạn ở tận phương trời nào đó, nhắc lại toàn chuyện dĩ vãng mấy chục năm trời. Ừ,
cái chuyện đó thì không sao. Nhưng mà cái chuyện ông mà ăn hiếp đáp bà mà như vậy là tôi không có thể nào mà tôi chịu được hết á. Em cũng biết vậy, nhưng em nghĩ qua bên này chắc vì hoàn cảnh cho nên ảnh đổi thắm đổi tình chút vậy đó. Chứ nhà em vẫn thương em vậy đó. Ảnh thương cái gì? Có mỗi là miếng cá chiên mà cũng dành ăn mà thương cái nỗi gì. Tại nhà em uống rượu vô cái vậy đó. Chứ thật ra thì ổng có để ý gì đâu. Thì đành là vậy rồi. Nhưng mà vì sức khỏe của ông say, vì hạnh phúc của ông bà, chúng mình phải tìm cách ngăn chặn cái sự nghiện rượu của ông lại mới được. Nhưng em đâu biết phải làm sao bây giờ. Người trong cuộc thì luôn luôn là tối, người ngoài cuộc thì sáng hơn. Theo ý tôi thì... Thì sao? Thì sao bà? Bà nói là ông say thương bà lắm phải không? Dạ, nhà em thương em nhiều lắm. Em biết, nhà em chỉ thương có một mình em thôi. Nếu vậy, thì bà phải đi. Em phải đi? Mà đi đâu? Bà phải đi để cảnh cáo ông say. Không được, em không thể nào xa nhà em được. Nhất là trong lúc này. Đâu có xa. Khi nào mà ông say tỉnh ngộ thì bà lại quay trở về mà. Nhưng em đi rồi, ai lo cơm nước cho nhà em? Có bệnh thì phải uống thuốc, mà thuốc có đắng thì mới hết bệnh được. Vì hạnh phúc của gia đình, bà phải rời bỏ căn nhà này một ít lâu mới được. Mà tới bao giờ? Trời đất ơi, thì tới khi nào mà ông say ông tỉnh ngộ, ông biết thương yêu bà như ngày xưa. Và phải cho ông ta biết rằng là có một người vợ như bà trong nhà nó rất là quý, rất là quan trọng. Ở cái xã hội này mà không có vợ là không được. Mà không cứ ở đây ở đâu mà không có vợ cũng không được. Nhưng mà... Ôi giời ơi, Minh mới nhịn cái gì thôi, đi vào lấy một mớ quần áo ra. Rồi là tôi dắt mà đi, không có họ về là bể chuyện. Đi, đi lẹ đi, mau lên. Kỳ này là cho lão say biết tay. Yeah.
xin một đêm chăn chuối tìm đóng cho tàn năm xưa dâng hết cho lần yêu cuối rơi từng đêm nhịp bước cô đơn em không cho duyên ngờ anh chết trong mộng đàn ông con trai gì mà nhát thích như thế, bắt chước tôi đi này, việc gì mà phải sợ, không sợ ai hết nghe chưa? Đi đâu cả rồi nhỉ? Dạ không biết, em vô thấy không thấy ai hết. Chắc có lẽ mấy bà rủ nhau đi chợ, đi đâu vậy? Hả? Hay là đi mua rượu cho tôi đấy? Này, đi tìm đi. Bà Say ơi! Bà Say! Bà Say à! Lạ gì? Đi đâu thế này? Ôi giời ơi! Ông làm tôi muốn đứng cả tim! Ủa? Ông cũng sợ sao? Tôi mà sợ gì ngay? Tôi chỉ ngán thôi. Tôi ngán cái búa đấy. Tôi không sợ ai hết. Tôi nói thiệt vậy đó. Ngồi đi. Thế kệ các bà, đi đâu thì kệ, một tí về rồi mình nói chuyện, mình giải thích sau. Tôi hỏi thiệt nha, tại sao ông lại nhúc nhát như thế? Này, ông có muốn bà Hiền sợ ông không? Dạ. Tôi có cách này, tôi chỉ cho ông này. Dạ, cách gì? Này, ông Hiền này, tôi có cái thứ thuốc này, linh nghiệm lắm, hay lắm. Ông có muốn dùng không? Dạ, muốn. Ông dùng vào rồi đó, nói thật với ông là không sợ gì cả. Mà lại còn thêm sức khỏe, thêm tráng kiện. Mà thêm cái lòng can đảm nó lại hừng hừng lên. Bao nhiêu cái sự nhúc nhát là chạy trốn hết. Chỉ còn can đảm thôi, gan dạ ghê lắm. Tôi nói thiệt nhá, khi uống vào, khi dùng vào rồi đấy hả ông? Là tôi nói thiệt đó, rời mình còn không sợ nữa. Xe tắc mà chạy ngoài xa lộ, ngoài freeway đó, mình còn không ngán nữa, đừng có nói gì mà vợ anh làm gì. Tôi nói thiệt đấy, ông muốn dùng không? Muốn. Muốn phải không? Ông đưa cái chai vào có cái vải, cái dây đỏ đỏ cái đây. Ủa, thưa, cái chai này chai rượu mà. Trong đó nó có thuốc đấy. Ngụm đầu tiên chưa linh nghiệm, ngụm thứ hai, thứ ba là bắt đầu linh nghiệm. Đưa đây, đưa cái ly đây. Ông nghe lời tôi đi. Ông có muốn bà Hiền sợ ông không? Ngán ông không? Tôi thấy ông ngán bà Hiền tôi giận lắm. Tôi chưa bao giờ có cái cảnh đó. Lúc nãy là vì tôi nể mà tôi phải chung xuống bàn đấy. Chứ không phải tôi sợ đâu. Đây này, ngụm thử ngụm đầu tiên đi. Đấy, ông ngụm rõ đấy. Ngụm đầu tiên á thì nó cay, ngụm thứ nhì là nó khác rồi, ngụm thứ ba còn khác ghê lắm. Mà em đâu uống rượu. Không biết uống thì cứ uống đi, uống rồi nó quen. Lúc trước tôi cũng nào có biết uống đâu, nhưng uống mãi rồi ghen, tôi quen rồi, tôi đâu có sợ ai. Uống đi. Đây này, thử xem. Cay phải không? Ngụm thêm một ngụm, uống hết ngay cái này. Ngay cái này là nghe nó đổi cái vị liền. Nó bắt đầu nó đắng, nó chuyển qua ngọt. Khi mà nó tới ngọt rồi đó, cái thuốc này mà nó ngấm ngọt rồi là không sợ ai hết. Dạ, tôi thấm vô rồi là không sợ ai hết. Thiên lôi còn không sợ, ba bốn lòng thiên lôi xuống còn không sợ. Thử đi, vào đi, trời ơi, nghe lời tôi đi. Dù đi, uống hết cho cái ly đấy đi. Trời ơi, vô đi, nam vô tiểu như kỳ vô phong. Vô
cái chỗ đó đi. 100 em ơi, chiều nay 100%. Uống rượu mà không say nào hay vô phúc đấy. Nó lại bừng bừng trong người, mặt mày đỏ lên khỏe khoắn, trắng kiện. 100 em ơi, chiều nay thấy chưa? Đưa đây tôi rót thêm một ly nữa nào. Nghe lời tôi đi, đây này, nắp ly này vào. Không biết cái này vào là không sợ đã hết. Mở quan nó nhầm gì, vào đi. Vào luôn, mà bây giờ là bạn đồng hoạt đấy nhá. Em chơi luôn. Chơi luôn, chơi cả luôn, 100% luôn. Đi luôn một hơi nhá, một hơi nhá, không có dừng lại. Dừng lại là nhúc nhát đấy. Đi một hơi luôn là can đảm. Nó tượng trưng trong cái sự mà can đảm mà đi luôn một hơi nó không có dừng lại đấy. Dù 100 em ơi, chiều nay 100%. Cô đi, cô 100 em ơi, chiều nay 100%. Dù cho hết đi mẹ. Dù 100 em ơi, chiều nay 100%. Đó, còn đi uống luôn. Uống luôn. Đấy, thế mới can đảm như này. Ngon chưa? Chịu chơi với ta. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Thấy chưa? Thấy trong người như thế nào? Bây giờ thưa, úi dồi nó chạy. Trong người em bây giờ thưa ông là... Như là có một sư đoàn kiến nó chạy rừng rừng phải không? Dạ. Em nói thật chứ. Bây giờ mà em một đứa nào nữa mà đối với em là em xả. Sao thế? Cái gì thế? Ly nữa à? Ly nữa à? Hả? Úi dồi. Ra biểu coi. Này, ở nhà uống rượu phải không? Đâu có uống rượu. Này, tôi nói cho mà biết nhé, nếu mà uống rượu là chết với tôi đấy. Mà ai mà rủ dê chồng tôi mà uống rượu, quyến rũ chồng tôi nghiện ngập rượu chè là cũng coi chừng tôi đấy. Này, bây giờ tôi có một chút việc tôi phải đi lên trên hội. Ở nhà nhớ tới giờ thì pha sữa cho thằng nhỏ nó bú, rồi lo cơm lo nước, tôi đi đến chiều tối tôi mới về lần. Mà tôi nói một lần nữa, mà tôi mà biết mà uống rượu nó nghe chưa là chết với tôi đấy. Mà ai mà xúi bảy chồng tôi mà uống rượu là cũng coi chừng đấy nhá. Tôi đi đấy. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Dạ. Vâng, em cũng thấy nhục. Nhưng mà em cũng quen rồi. Nhục quá đi mất chứ, quen cái gì? Quen cái kiểu nhục này là cũng không được. Nghe rõ chưa? Tôi là tôi không có chịu cái cảnh nhục nhã nào mà xảy ra trong cái nhà của tôi đấy. Ha. Này, tôi hỏi thiệt nhá, phải chấm dứt cái cảnh này đi nhá, tôi không bằng lòng thế đâu nhá. Ở đâu thì được chứ ở đây là không có được. Này, nghe tôi hỏi, hai ông bà đó lấy nhau ở với nhau bao nhiêu lâu rồi? Là mới. Mới à? Dạ. Mới là bao nhiêu lâu? Là nếu mà tính hết ngày hôm nay nữa đó, là em với nhà em đã ăn ở với nhau được mới có là 14 năm 6 tháng 17 ngày. 14 năm 16 tháng 17 ngày. Yeah. Thế mà bảo là mới đó. Thế là cũ, cũ quá rồi. Cũ là muốn lột gen rồi, không có được. Này, ông Hiền này, tôi muốn biết nhá. Hồi mà ông mới về ở với bà đó, hai người mới ở với nhau đó, bà đối xử với ông như thế nào? Hồi đó nhà em thương em lắm. Với hơn nữa, em nhớ lại là... Nhớ sao?
chi cho lòng mong chờ. Ai nói với em linh không sầu nhớ, không có trái tim đắm say mộng mơ. Ai nói với em tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều dấu bể, không như cung đàn lời như ông nói đấy, thì lúc hai ông bà mới ở với nhau ấy, thì là bà thương ông dữ lắm phải không? Thế nhưng mà rồi ông ăn ở như thế nào đến bây giờ thì tôi thấy bà đối xử với ông quá tàn tệ như thế này. Thưa ông, hồi đầu là chúng em ăn ở với nhau là thưa nhà em nó thương em lắm. À, rồi sao? Thế rồi thì thưa cũng nể em lắm. Thế rồi hồi đó nhà em có bầu
ấy mấy người đàn bà của bọn con so là phải cẩn thận lắm. Ừ. Dạ. Thế mà mình thế rồi sao? Đừng có làm cái chuyện gì mà trái lọc mấy người đó rồi thì có ảnh hưởng hại cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ nào? Dạ thằng nhỏ. Ở thằng nhỏ trong bụng đó hả? Dạ. Cái thai đó không? Dạ. Thế rồi sao? Trong lúc mà ở nhà em dặn em ấy thì vợ em nó nghe. À. Nó nghe nó mới nó lấy cái đó nó làm nư đó. Dạ. À. Dạ. Thế rồi nó mới có bầu 3-4 tháng ấy, nó cũng mới đầu thì nó cũng nói em anh ơi, ôi giời, hôm nay sao cái thằng nhỏ, ôi giời, nó đạp lên này, em nó đạp thì mình nắm cái chân nó lại. Mình hãm cái chân nó lại. Em đâu có biết nó đạp chỗ nào thì em thấy nhà em thì nó đạp chỗ nào mà nó lấy lên thì mình đè cái chân đó. Dạ, nhà em nó la thì em cũng sợ, em không biết nó đạp sao. Thế rồi thì mỗi nó lần nó được 5-6 tháng nó mới đầu tiên nó sai em ít ít, nó bảo anh ơi ôi giời em mệt quá, em mệt quá, ôi giời đau quá, ôi đau. Thế rồi em đứng ngoài em khóc quá. Khóc rồi làm sao? Nó sai em, nó thấy em khóc, nó bảo này đi lấy miếng nước đi. Khóc rồi sai cái gì cũng làm hết. Nó bảo cái gì cũng phải đi làm theo ý nó hết. Thế dù vì thế là nó được nước là nó cứ sai tới hả? Dạ, rồi nó bắt em ngày nào cũng phải bóp. Bóp gì? Bóp chân nó hết rồi. Trời ơi, đàn ông mà đi bóp chân, bóp cẳng, bóp đùi vợ như thế người ta trông vào người ta cười cho chết, cho thối đầu đi. Dạ, tại vì... Không được đâu ông Hiền à. Em cũng... Ông nghĩ thế nào chứ? Dạ, tại vì em cũng thương thằng nhỏ. Mình nghĩ là thôi thì con thì mà... Vì con mà mình thương mẹ, thế thành thử ra là em hầu giết nó quen. Mà em nó sai em giết nó thành tật. Ôi giời. Thành thưa ông, ấy lúc nó đẻ xong rồi, nó sai em luôn. Sai luôn rồi làm luôn, sai cái gì cũng làm hết. Dạ sai giết thì tới bóp chân bóp cẳng gì cũng làm hết. Dạ nó bóp. Dạ, dạ. Rồi mà mang son mang quánh như lúc nãy là từ sáng tôi tưởng chú là cái chú mễ nào á. Làm luôn. Trông như cu li bông bù á. Không được đâu đấy, nhục lắm ông ạ. Bây giờ là theo tôi thì bây giờ là tôi có cái cách này. Thế này ông Hiền nhá. Tôi nói này ông nghe này. Không. Tại sao không? Ông yên tâm đi, tôi bảo đảm ông 120% là được đây. Không được. Bà sợ ngay. Hiểu không? Ông phải nghe lời tôi. Không được. Người ta đùa chưa? Được không? Không được luôn. Được mà, ông nghe lời tôi đi. Tôi bảo đảm là tôi muốn đem lại cái hạnh phúc cho ông với bà ấy. Bà đừng hung hiếp ông nữa. Đây này, sẵn giấy bút đi này, ông cứ viết. Viết đi. Đây này, viết y như lời tôi đi. Đừng sợ. Ông đừng sợ. Cứ viết đi. Dạ, nhưng nhỡ có chuyện gì thì sao? Không có chuyện gì cả. Tôi bảo đảm với ông là không có chuyện gì cả. Mà nó còn đem lại cái hạnh phúc cho gia đình nhà ông nữa. Nếu mai sau mà ông có rời đây, ông đi lập cái chỗ gia đình, cái nhà khác, ông mướn nhà khác, ông ở chung với nhau, bảo chừa bỏ cái thói mà hung hiếp chồng như thế đi. Ông cứ làm y như thế là được đi. Dạ, mà em viết cái gì bây giờ đây? Thì viết như tôi vừa mới nói ông đấy. Hiểu không? Viết như thế. Dạ. Có, tôi nói cho ông nghe đây này. Đây là không phải là bà con gì của tôi. Nó là thằng em của thằng bạn tôi. Thấy không? Qua đây á thì em có thằng Tiến nhảy dù đấy. Đúng rồi, nó to con, nó
vàm vỡ nó to con như thế chứ nó hiền lắm. Trông nó thế chứ nó hiền lắm. Cái này là mình giúp nó mà. Mình thấy vợ nó bắt nạt nó quá không hiểu. Con vợ gì mà nó dường như là sư tử hạ tây. Nó bắt thằng chồng cứ ngồi cứ là nắm đùi nó đâm bê chứ. Sẵn ở trong ấy tới 6 bình ấy, nó mới uống. Thế à? Dạ nó mới tôi dùng cái bình thứ hai đây. Dạ. À thế được rồi, để tôi vào có sữa trong đó không? Dạ có hết. Có rồi. Sữa thì tôi pha cũng được không sao. Dạ. Nguội thì tôi pha sữa nóng cho nó uống, cứ yên tâm đi. Đây là cái vấn đề xây dựng hạnh phúc gia đình cho ông đấy. Nghe chưa? Chừng nào vợ em về ông kêu ông liền. Kêu liền lập tức, tôi điện thoại nó chờ liền, ra nhanh đi. Rồi con nó để cho bà Hiền bà về bà lo, còn không nếu bà chưa về kịp thì là tôi cho nó bú. Ủa tôi thì tôi pha sữa cho nó bú. Chuyến này rồi thì bà Hiền này bà biết tay tôi cho hết là bỏ cái thói mà bà ăn hiếp chồng đi. Đàn bà gì mà hung tợn như thế cơ chứ nhỉ. Ôi trời ơi mệt. Vành dâu ra cho bà nó sợ. Quặp dâu vào cho vợ nó khinh. Này ông say này. Bà say nhà ta đi đâu rồi ấy nhỉ? Hỏi lạ chưa? Thì đi đâu với bà thì bà biết chứ. Ủa? Làm nhách không? Bà đi với tôi làm gì? Ủa? Thế bà nhà tôi không đi với bà? Đi với tôi để làm gì? Người đâu mà ở cái xứ này 8 năm không biết lái xe. Hỏi thăm chỗ nào cũng chả biết. Chỉ biết mỗi một con đường là từ nhà đến chợ, rồi từ chợ, rồi từ nhà đến tiệm rượu. Chả biết cái gì cả, tôi phải đi một mình từ sáng tới giờ chứ đâu có đi với bà ấy đâu. Ủa, chứ bà nhà tôi đi đâu kìa?
làm sao tôi biết được. À mà này ông say này, à, bà say có bạn bè gì ở gần đây không? Cũng có vậy. À rồi bà ấy có bà con gì ở tiểu bang xa không? Có chứ sao lại không. Nhưng mà ở mãi tốt trên miền Bắc thế. Nhưng mà làm gì có cái chuyện đó. À mà bà Hiền này, bà có biết là bà nhà tôi đi đâu không? Có ông, nói có nhắn gì bà không? Cái ông này mới vô duyên. Tôi đã nói là từ chiều đến giờ tôi không có gặp bà ấy. Tôi đâu có biết bà đi đâu. Vợ ông chứ đâu phải con nít mà ông cứ hỏi tôi hoài như vậy. Lạ nhỉ. Cái bà nhà tôi từ xưa tới giờ muốn đi đâu á là phải báo cho tôi biết, phải xin phép tôi, trình với tôi. Sao lần này đi lại không nói tôi một lời nào? Như thế này là có kẻ nào xúi giục đấy nhé. Quang quang lắm đi, không được đấy. Nhưng mà bà không biết là nhà tôi đi đâu à? Tôi đã nói là không mà. Lạ nhỉ. Cái bà này sao hôm nay bà say à? Bà ơi, hay là buồn ngủ lại qua bên phòng bên anh ngủ. Bà say ơi, bà say. Bà ơi, cửa nhà. Này bà có biết bà nhà tôi đi đâu không? Ủa? Trời đất ơi, cái ông này ăn nói vô duyên. Bà ấy lớn thì chứ không phải con nít đâu mà tôi biết bà ấy đi đâu mà tôi trả lời ông bây giờ nào. Trời ơi, chết tôi rồi. Ủa? Chuyện gì vậy hả ông say? Khổ quá đi mất. Không biết bà nhà tôi đi đâu mà đem hết cả quần áo vơ, hết cả quần áo trong tủ, luôn cả cái áo lạnh. Áo lạnh Long tôi mua 1,000 mấy cho bà cũng đem đi nốt. À, thôi đúng rồi. Đúng rồi. Đúng cái gì? Này, tôi bảo cho bà biết nhé. Từ hồi đó tới giờ đó là nhà tôi nề nếp đàng hoàng tử tế. Đi thưa về trình đàng hoàng tử tế. Không bao giờ có cái chuyện gì mà lộn xộn như ngày hôm nay xảy ra. Chỉ có bà với ông Hiền vừa mới vào đây là đảo chính rồi. Nhà tôi đảo chính rồi. Là... ông này với vô duyên. Ông dựa vào đâu mà ông dám nói như vậy? Tôi không biết gì hết. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà xúi bà nhà tôi đi đâu, bà giấu bà nhà tôi ở đâu, bà phải nói ra chứ không có được là tôi thưa cảnh sát đến đây là lộn xộn, là đừng mời bà về bóp đấy. Chứng cớ đâu mà ông thưa tôi nào? Bà nói sao? Chứng cớ đâu mà ông thưa tôi nào? Ừ nhỉ, chứng cớ đâu mà thưa nhỉ. Ôi giời, từ nãy giờ mãi nói chuyện tôi quên mất ông say ạ. Lúc nãy tôi về tới đầu đường thì có người đưa cho tôi một bức thơ, nói là chuyển ngay cho ông. Đây này, thơ đây này. Thơ gì? Ai mà biết, ông giờ ra xem. Trời ơi, chết tôi rồi. Chuyện chi vậy ông say? Nó bỏ đi rồi. Ai? Bỏ tôi chứ còn ai nữa mà, hỏi lạ thế. Nó bỏ tôi đi tiểu bang khác rồi đi này. Trời ơi, có chết tôi không? Nhưng mà tiểu bang nào mới được chứ? Tiểu bang nào, nó có nói tiểu bang nào mà nó bảo nó không ở tiểu bang này, nó đi xa lắm. Thế là nó đi tiểu bang khác rồi chứ còn gì nữa. Em ơi. Ông say này, thế này là ông thương bà ấy lắm rồi. Chứ sao lại không thương? Vợ chồng qua đây đồng đất với người chỉ có hai đứa. Mặc dù là tôi sai tôi khiến nó chơi, chứ tôi thương nó nhất trên đời tôi. Tôi thương nó còn hơn tôi thương má tôi nữa. Mà bây giờ nó bỏ tôi nó đi. Em nở lúc nhà em bỏ anh em đi thế này. Anh mơ mơ cuối cùng một mình anh ở đây rồi. Anh nấu cơm chưa anh? Anh đi mua rượu chưa anh mua? Đi có chết không ai xào thịt bò cho anh chơi rồi. Ôi ơi, nó ác chi đàn bà, nó ác chi, nó ác thế. Nó biết tôi yêu tôi thương nó. Rồi nó nở đâu nào nó bỏ tôi nó đi như thế này. Thì bà Hiền ơi, bà thấy có rời đất nào mà bằng không? Em ơi, em đi rồi, anh xào thịt bò cho anh chơi. Rồi anh biết dành ăn với ai đây em ơi, là em ơi.
này tôi bảo cho bà biết nhé, tôi đang đau khổ, bà đừng có móc móc học tôi chứ. Cho ông bỏ kiếp cho đáng đời nhờ ông. Để cho bỏ những lúc ông hành hạ, ông ăn hiếp bà ấy, ông tranh ăn với bà ấy. Bây giờ ông có thấy cái sự có mặt của bà Xê ở trong nhà là cần thiết không nào? Có một người vợ ngoan này, hiền này, đẹp như thế thì ăn hiếp thì tranh ăn. Tôi nay biết. Người ta bỏ đi thì khóc bù lu bù loa, thật là xấu hổ, còn khóc nữa. Tôi biết rồi, thì bà đừng nói nhiều nữa. Tôi biết rồi, tôi biết là cuộc đời vừa qua đây là mình xa quê lìa xứ, là qua đây là vợ chồng, là đàn ông là phải cần đàn bà, mà vợ cần chồng, chồng cần vợ. Em ơi, là em ơi, em nghe từ người ta quản chế chế nhà của anh như này nè, anh thương em, con ngẩn đã vừa tả rồi. Tôi nói cho ông nghe, đau khổ là từ nơi ông làm ra. Em cười chứ, nói đau đau khổ của tôi. Em về đây có anh người ta cười. Trời đất ơi, thì cái đau khổ này là từ nơi ông làm ra. Tại sao lại còn trách móc thêm thế? Tôi không làm gì đâu. Tôi làm thế cho tôi thương lắm chứ. Tôi không làm gì nữa đâu. Xích, chứ nước mắt cá sấu. Em ơi, em bỏ anh đi làm gì cho người ta cười trên cái nỗi đau khổ của anh như thế này. Em ơi là em, bà say ơi là bà say, bà tạm nhận tâm. Bà cười đi, bà cười đi, bà dáng bà cười đi, bà xem thơ này rồi bà cười. Đây này. Cái ông này vô duyên, vợ vừa mới đi về đặt đưa thư với từ cho tôi, ông coi chừng tôi đó. Bà nói gì? Thơ này của bà cũng tôi viết cho bà đâu. Thế của ai? Ai mà dám viết thơ cho bà? Bà như là bà chẳng lửa hay ai dám viết thơ. Chứ thơ này này của ai nữa bà đọc bà biết nè. Chứ cho bà biết thì cho bà cười thôi. Thơ của ai? Đấy, cứ đọc đi. Em đọc. Thơ của chồng tôi. Chứ chả nhẹ thơ của tôi à. Thơ, bà đọc đi. Em yêu dấu. Lần cuối cùng anh gọi tên em, vì sau đây sẽ chẳng còn bao giờ anh được kêu tên em nữa. 10 năm trời sống bên nhau, bao đau khổ nhục nhằn, vẫn cùng nhau đứng vững, vẫn kiếm được niềm an ủi bên nhau, vẫn thương nhau. Rồi những ngày dài trốn khỏi quê hương, qua bao lần hiểm nguy cận kề cái chết, chúng ta vẫn có nhau. Giờ đã tới được miền tự do, anh chợt cảm thấy đời sống của anh quá thừa. Còn em, càng ngày em càng khe khắt với anh. Anh có cảm tưởng là em cũng chẳng cần với anh nữa. Anh chỉ là một vật làm bận rộn chân em. Anh đã có một quyết định tìm kiếm chết, tìm sự an nghỉ cuối cùng và niềm hạnh phúc khởi đầu bên kia thế giới. Vĩnh biệt em, cầu chúc cho em được mạnh khỏe để nuôi con, cho tới ngày khôn lớn vĩnh viễn xa em. Thơ biết cái gì mà bà khóc thế? Thơ biết cho là ôi trời ơi, ôi trời ơi, này bà Hiền ơi, bà Hiền ơi, đừng chết trong nhà tôi bà ơi, dạy bà ơi. Bà dạy, trời ơi, bà chết trong nhà tôi, tôi tủ chết. Này bà Hiền ơi, bà Hiền ơi, bà dạy trưởng tôi, bà đừng chết. Bà chết ra đường, bà chết, bà ơi. Bà chết, bà ra đường, bà chết. Bà tỉnh dậy, làm sao thế? Ôi, anh ơi, anh ơi. Ôi, anh nỡ lòng nào mà hủy hoại tấm thân anh, bỏ về mẹ con em nơi xứ lạ quê người. Anh ơi, là anh ơi. Anh ơi là anh ơi. Cho bà chết. Anh ơi là anh ơi, anh nỡ lòng nào mà bỏ mẹ con em, mà anh hủy hoại tấm thân anh như vậy. Rồi bây giờ em vật gáy
đuổi em nữa. Khi em đi trả về mỏi chân mỏi gối, anh ơi là anh ơi. Ông ơi là ông ơi. Thế mà khi lúc ông về thì tôi lại đạp ông, tôi lại thổi ông, tôi lại say ông chạy vặt như là đi băng phủ ông ơi. Tôi nói cho ông biết nha, ông đừng có nhạo báng cho cái sự đau khổ của tôi nghe chưa? Đau khổ quá nhỉ. Rồi sao? Chứ không phải sao? À tôi biết rồi. Bà thương yêu gì ông ấy? Bây giờ tôi biết rồi. Ông xúi biểu chồng tôi đi tự vận để bỏ mẹ con tôi bơ vơ này phải không? Được rồi, tôi sẽ đi báo cảnh sát bắt ông ấy được. Này tôi đã báo cho bà biết, bà không có ăn nói được như thế với tôi nhé. Sao lại không? Tôi không có bằng lòng cảnh sát đến nhà tôi đấy nhé. Tôi báo cho bà biết là chồng bà cũng có thuộc cái loại cứng sọ rồi, không phải con nít con nôi gì nữa đâu đấy. Bà nhưng mà tôi đâu có sợ. Tôi thách bà đó. Bà mon bà đi báo cảnh sát đi, chứng cứ đâu chứ? Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Anh ơi là anh ơi. Anh ơi bây giờ anh ở đâu? Anh ơi. Anh ơi là anh ơi. Bà không được nói, tôi biết rồi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi biết rồi. Bà xúi bà nhà tôi đi đâu? Bà đem giấu, bà đem bà nhà tôi và bà giấu là nhà ai? Thì tôi nói cho ông nghe là tôi thật tình là tôi thấy ông ăn hiếp bà ấy quá đi, thì tôi cũng chỉ có xúi bà ấy đi lại nhà bà con ở một vài ngày, rồi khi nào mà ông hối hận thì tôi biểu bà ấy về thì ông lại có vợ ông. Chứ nỡ lòng nào như ông bóng xúi chồng tôi đi tự vẫn như vậy thì làm sao tôi thấy chồng tôi được nữa. Anh ơi là anh ơi, ông là tàn ác lắm. Im. Im. Bà đấy, tôi cũng không có xúi ông đi tự vận. Tôi chỉ đưa ông, gửi ông đến nhà người bạn tôi thôi. Bà nghe rõ chưa? Tại vì bà cứ uống hiếp ông. Tôi không thích cái cảnh ấy. Đàn bà gì mà dữ tợn là không có được. Ủa? Ông trên nói... đời này đã, tôi cho bà biết, người đàn ông cũng rất cần cho một người đàn bà. Trên đời này, trên thế gian này mà đàn bà mà không có chúng tôi đó thì không có ra làm sao cả. Bà nghe rõ chưa? Chúng tôi rất là quan trọng trong cuộc đời các bà. Nhưng mà tại sao các bà là cứ ăn hiếp chẳng như thế chứ? Tôi cũng biết như vậy, tôi biết người đàn ông là cần thiết lắm. Tôi vẫn tưởng nói với con tôi là người đàn ông là quan trọng vô cùng. Con không cha như nhà không nóc, mà vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi. Tôi biết chuyện đó. Thì đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ông nói vậy tức là nhà tôi chưa có chết hả? Chết sao được? Thì tôi cũng đem gửi đến nhà thằng bạn tôi thôi. Chừng nào bà ăn năn hối hận đó thì tôi điện thoại, tôi nói thằng bạn tôi chở ông Hiền về. Thế bây giờ bà có ăn năn hối hận chưa? Trời ơi, bà có thấy ông Hiền là rất cần thiết trong quan trọng trong cuộc đời bà chưa? Dạ tôi thấy rồi. Ông làm ơn chỉ tôi nhà tôi đâu, tôi đi đón nhà tôi về. Thế rồi còn bà nhà tôi đâu? Thì tôi cũng sẽ chỉ ông. Để tôi với ông đi đón bà ấy về đi. Thế hả? À nhưng mà khoan. Sao? Trước khi mà tôi dắt ông đi đón bà ấy, ông phải hứa với tôi một điều. Hứa gì? Ông phải hứa với tôi là từ bây giờ trở đi không bao giờ ông ăn hiếp bà say nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Là vì lúc trước thì tôi hay nhậu rượu say sưa quá chén. Nhưng mà từ giờ phút này đó, tôi biết là cuộc đời tôi phải cần có vợ tôi. Thứ hai nữa là không có ông hiếp bà, không ăn hiếp bà nữa. Ông không được dành ăn với vợ nữa. Tôi cho bà ăn trước, ăn hết đi, còn thừa cái gì thì tôi ăn sau. Và còn một điều quan trọng nữa tôi muốn nói với ông là thế này. Ông bây giờ một tuần ông chỉ được uống 2 lần rượu thôi.
Tôi uống một lần thôi chứ không có hai lần. Một tuần tôi uống một lần mà một lần từ sáng đến tối thôi. Không chứ được, là... ông hứa với tôi ông chỉ uống một tuần một lần rồi ông bỏ luôn. Một lần là một cốc nữa hả? Ừ, một cốc nhỏ thôi rồi từ từ mình bỏ đi. À, cho nó tiêu hóa rồi uống... thôi rồi bỏ đi. Ừ, ông uống rượu nhiều cháy ruột tới gan rồi ông chết rồi ông bỏ mà say cho ai? Đúng rồi, thấy bỏ không? Lại cho ai? Bên đây buồn lắm. Ừ. Rồi bây giờ chồng tôi đâu? Ông dắt tôi đi kiếm chồng tôi ngay đi chứ. Khoan, khoan. Cái gì? Trước khi tôi đưa bà đi gặp ông Hiền, để hai người cùng chung sống với nhau thì bà phải hứa với tôi dứt khoát một điều cuối cùng là tôi mới đưa bà đi được. Nhưng mà ông muốn tôi hứa cái gì bây giờ đây? Bà phải hứa với tôi là sau khi bà gặp ông Hiền mà trở về ở chung với nhau, vợ chồng mà sống và muốn hạnh phúc đó, là từ đây đến chết là bà không có được hiếp ông Hiền, ủa hà hiếp ông Hiền nữa. Không được hiếp chồng, nghe chưa? Dạ, thưa tôi hứa là từ bây giờ trở đi tôi sẽ thương yêu nhà tôi. Đúng. Tôi sẽ kính trọng nhà tôi sẽ cơm nước hầu hạ nhà tôi. Đúng, như thế mới gọi là một người đàn bà Việt Nam, mới gọi là một người vợ hiền Việt Nam. Dạ. Đi, bây giờ tôi đưa bà đi. Dạ, vâng, đi. Đi, dạ. Ta cùng... Ở kia. Em. Anh. Em, anh đi nè mình ơi. Anh đi nè em ơi. Em đừng bỏ anh đi nữa, anh bỏ anh đi là anh chết đi thôi. Như là tình yêu. Trời ơi, bà say về với ông say rồi con. Con nhà tôi đâu? Anh ơi! Anh ơi! Anh đâu rồi? Anh ơi! Dạ, 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 dạ. Ôi anh ơi, em mừng quá, em nhớ anh. Tôi chết rồi. Cái gì vậy anh? Anh đứng đứng, anh ở đây anh đứng đúng cơm. Không, em nói cho anh nghe. Từ bây giờ trở đi, chuyện nó không. Em gọi một lần vào, anh chỉ được ngồi đi để giữ anh thôi. Anh ngồi đây đi nấu cơm nha. Ngồi xuống đây đi. Em đi nấu cơm nha. Anh, bà Dương ơi. Cái gì đâu bà sai? Để em với, em xuống nấu cơm với bà nhé. Không, không việc gì mà em phải xuống bếp nấu cơm cả. Em ngồi đây đi. Này mình à, anh biết anh có lỗi với mình vì anh quá yêu mình em. Anh lấn nước mình như thế là anh có tội với mình lắm. Anh để anh tạ cái tội đó, đó. Anh xin tình nguyện anh đi thổi cơm cho em một tháng rồi, anh hầu cơm em, thế có được không mình? Đấy mình ơi cưng mình lắm mình ơi. Mình đừng bỏ anh đi đâu nha, anh không dành anh với mình đâu nữa nè. Anh không dành anh, mình ăn trước hết đi, còn thừa cái gì thì anh ăn. Tôi với bà giúp em, chúng ta cùng nấu cơm. Vâng, con nấu đi. Bà thổi tôi quạt,